đi vệ sinh rồi mới đi vô biển. Đây người đẹp nhà mình vẽ chung chưa. Sáng mà ăn cháo, giờ, mày mau ăn cháo. Bây giờ đi ra cái cầu này, đội con em ư mát mắt đó. Bây giờ chúng ta đang dựng lều, đồ ăn đem ra hết luôn rồi. Nắng hả? Không, nhưng mà nóng gì á, đi giờ đẹp. À, dán vô bốn góc á. Bên nội đi tắm biển mà né nắng, ép sát vô cái xe. Bên nội sợ đen. Không, thật ra làm mấy cái dù này đơn giản cái mình đi hả? Các chàng trai của nhà mình đang dựng lều. Chương trình ẩm thực buổi sáng ở núi ly xin hết đi cho nó đậm. Này chương trình ẩm thực buổi sáng của nhà mình, bánh mì trứng hấp la ba tê chả, cà phê, trà sữa, bơ bà. Các em xuống biển hết rồi, mê biển rồi. Không có thả trước. Ủa cái nào vậy? Mì ba tê chả buổi sáng. Bởi vì bánh hiền, bánh mì bảy hiền thì bánh mì bà hiền. Bánh mì ông tạ. Ăn
A way to help end packaging waste. A way to stop wondering. Can I recycle this? Mướn đầu bếp ở San Martin lên xé gà. Xé gà điêu luyện luôn. Này gà gì chị? Dạ, cái này gà đi bộ, nó đang đi bộ xong mình bắt nó, mình luộc luôn. Cho nên tí mọi người ăn xong là khỏe lắm nha. Vậy là mình chạy bộ. Dạ, đúng rồi. Xong rồi chị. Ồ, là cái kia túng món. Không, con vẫn quay. Bà nội mê món gà, gà xương gà, muối tiêu ngon không mẹ? Chủ đề là bóc phốt nhau. Cái bát này là anh xương mà không bao giờ đụng đến tay. Rồi anh gà là anh bằng anh cánh gà là anh bằng nĩa với dao. Là không làm không có cầm lên phải làm bằng nĩa hả? Dễ sợ. Bây giờ chúng tôi đang đốt lò than để nướng barbecue. Đây, con Ly qua đây ngồi nhậu con Ly. Vô. Nói chung á, nhà mình đi biển là chủ yếu ngồi coi người ta dựng lều. Có người dựng cả một tiếng đồng hồ chưa xong cái lều để coi gia đình. Không, gia đình này cái lều giống mình là sẽ nhanh lắm nè. Đây là cái bàn. Mình có bạc nữa, nhà mình ngồi lý tưởng lắm. Rồi tí nữa bà canh ông nào thay cái tắm thay đồ là bà chạy nè. Có lý hả? Mắc tiểu thì không chịu đi tiểu, đi xuống cho đi tiểu với đó, vợ bồ chạy với đó sống như ướt nước ướt quần. Dễ sợ. Đi đang ngồi xanh lò đây nè, đầu bếp nướng thịt nè, đợi xíu sẽ có cái lò thịt nha. Cái lều này là do cái anh này anh tài trợ mà anh bắt phải làm cái review quá xuất sắc luôn. Cao ráo mát mẻ nè, thấy mấy cô gái ngồi dưới cười không hả? Không khoái nè, mát quá khoái, cười không à, mà chắc lắm. Trong khi dù bên kia kìa, dù hiệu gì mà đeo treo nãy giờ chưa xong. Trời ơi, chú Ni ngồi đó nóng hay là gì chú Ni? Nóng không? Không, cũng đỡ ha, khói nó bay vô trong đó ha, nó không có bị bay ra ngoài. Đi đâu ơi, ta đi biển mới rẻ tiền chứ nè. Không đi đâu rẻ tiền mà đi biển. Phải không? Mấy cái này á, mình sắm là mình xài hoài, ghế này cũng xài hoài đúng không? Cái anh này anh đang nướng thịt cho gia đình. Đó, này là của cô Vi ướp nè, cô Vi làm nè, làm nguyên ngày hôm qua hả? Quên chợ mua làm. Quá xuất sắc. Đó, nhà tôi đi tắm biển là chỉ có ngồi nhìn biển vậy thôi. Còn các em là không có lên đâu, các em ở dưới kia hết. Đồ hôm nay đen rồi không chịu lên tắm hoài.
ốm mua diều. Nhưng mà con diều đó em nghĩ bỏ lên là nó đứt à. Ủa bác Tú hả? Bác Tú mua hả? Ồ không, ông này mua. Năm nào cũng mua diều hết mà diều không bao giờ gặp gió. Bay giữa đường là rớt à. Phải, diều này là khác. Diều là diều bỏ. Ôi, chú Lai Phò nên có con diều cờ Mỹ luôn, ghê thiệt. Gió nào? Cái lèo chúng tôi ở đây. Đây là hội bàn nhậu, hội bàn nhậu. Bạn tắm biển nè, có tim tắm biển nè, ở tim này giỏi quá đi tắm biển nè. Có đô rì nữa nè, dễ thương chưa? Đô rì mê biển quá. Ôi. Rộng rãi, thoáng mát, ban công nhìn ra biển. Vậy ta đi là cái ban công đi sáng mai sẽ
ngồi đây ngắm biển. Có hai cái ghế. Rồi sáng sớm sẽ xuống tắm. Nhìn ra đây, trời ơi, ra đây là cái hồ, rồi cái cầu. Tôi ngồi cái liều bên kia mà tôi khuấy qua đây, nghe là nhớ con gái Bến Tre luôn. Trời ơi, cái thằng Mỹ bên cạnh nó ngủ luôn rồi. Ông kia ông chị cho ông này là Vi bỏ cái bạn lên trước. Ôi mấy đứa nhỏ đâu, kêu chuột lên đây. Đây chúng tôi ăn gà vào buổi chiều. Yeah yeah. Austin kêu no quá. Ủa còn thịt bò nữa kìa. Rồi lên luôn. Không, không, không có, mình hit microwave rồi mình đi. Microwave. Rồi rồi nhiều quá nãy. Nên em nồi bằm nuôi ra đây ăn luôn. Các em nhỏ là cứ ra đây ăn gà thôi. Ồ, chỗ này, khu vực này là của nhà mình. Ê, chú Ni ơi, chú Ni. Chứ mà nó mua mà nó nổ ra mình mới ghét nó. Thật là. Ok. Ừ. Không, nhà mình bây giờ bắt đầu tụ tập ở đây để mình ăn. Để mình ăn nuôi. Nó có làm sao nữa là. Với lại mấy em nhỏ ăn gà nha. Nuôi đây. Đó, ngồi ngồi đây thưởng. Trước mặt mình là biển. Trời ơi, trời à, trên trời tím. Đẹp. Ồ, đúng rồi đó. Ha, ừ. Cái màu đẹp dễ sợ hả? Cho chắc chú Ni ăn thôi. Nuôi nuôi vào đêm khuya. Không mà hiện đang ăn rồi. Các em nhỏ tắm bị dơ. Bị dơ hết rồi. Bây giờ mình đi đổi khăn. Fine. Ở đây nó cho mình mình một áo cũng được nè. Nó cho mình nước. Nó cho mình trái cây để mình muốn ăn. Kìa đó, dậy đi, trời ơi. Check với rô. Check với rô. Trời ơi, tôi nói hai vợ chồng mà lãng mạn. Dễ sợ. Dễ sợ. Rồi, này là tiệc chia tay nhà chú Ni đi, đi về tặng nhà chú Ni. Trời ơi, coi ở biển người ta đi nè. Rồi, ngắm trăng. Xe nó đi ở dưới biển. Ở biển. Đi ra biển. Đi dọc nước. Ngắm trăng dọc nước. Coi chừng nha. Kiếm đường đi đầu tiên. Trời ơi, đường đầu tiên. Về Việt Nam hả? Không có tiền mua vé Việt Nam. Ở bên Mỹ khổ quá, mình nó đi về Việt Nam. Rồi đi xuống đi, coi chừng té nè. Này
này hotel, mình ở mấy người đang ngồi trên phòng kìa. Bây giờ mình với Bắc Linh đang đi xuống đây nghe nhạc mễ. Nghe nhạc mễ nè. Hả? Xuống đó đẹp à. Đó nhà hàng bên kia rồi. Mà chịu nổi anh no quá, không thể nào đi ăn nhà hàng. Đó, Bắc Linh đang quay live stream đó. Chương trình karaoke vào đêm khuya. Ừ. Bây giờ mình làm một cái chỗ cho đẹp đẹp đi ha. Ủa như chị giống quá. Đề nghị ca sĩ đứng một chỗ. Lâu lắm rồi mấy anh chị em mới đi được, đi chung nhau. Thôi nè, vừa hát nè, vừa nghe sóng biển nè, vừa ngắm trăng. Lâu lắm rồi mấy anh chị em lấy cái tên này là thôi được rồi. Sáng sớm mọi người cùng ngủ đi ra làm một ly cà phê ngắm biển lý tưởng quá. Mình với bà nội đi xuống biển, hai mẹ con đem hai ly cà phê xuống đó. Bà Linh ơi dậy đi. Rồi đi qua cái cầu này là sẽ xuống biển. Thôi cái cây cầu cũng có hoa có đồ nữa nha. Nói chung mẹ mấy dâm ở đây nó còn hoang sơ, nó không có đẹp giống như ở Florida đâu, nhưng mà nó gần nhà. Gần nhà không thì mà đi mà đau người á. Tối mình lấy phiên cái khúc phía đằng trước nè. Phía trước cái patio mình tổ chức kho đi đồ vui lắm. Con ngồi ngắm biển nghe sóng vỗ, trời ơi sướng quá. Sáng ít người xuống thôi nên mình đi, mặt trời chưa mọc. Ôi chắc nó mọc rồi mà mọc ở đâu á, đây mình không thấy mặt trời. Không thấy vậy thôi mẹ, nhưng mà chút là nó ấm lên á. Tắm thì được, tắm thì được, nhưng mà nắng lên chút nha. Thôi nhưng mà cứ tắm cái thì đi lên một xíu để gọi Bắc Linh xuống. Thôi đây Bắc Tú có cái tướng đứng nè, rất là bá đạo. Nói đây sao nhất là hồi đồng quá. Okay, đã. Trời ơi lúc nãy quay được cái tướng của Bắc Tú nhức đầu luôn, nhức nhối luôn. Trời ơi đời chị. Coi người đẹp nhà mình sáng ra là chạy bộ trên biển nè. Trời ơi. Thôi kìa, y như cô gái 18 luôn kìa.
Wow, trời trời. Dễ sợ, dễ sợ. Ôi ôi. Rồi. Mẹ phải nói giờ là Miss Teo Le. Đó, thể dục thể thao. Coi kìa. Đó, vận động diễn viên. Không phải quên vận động viên chứ. Vận động viên lướt sóng. Đó, chắc chút nữa bơi ra xa đó. Tập vậy là chút bơi ra xa đó. Ở đây khán giả. Khán giả đang ngồi đợi coi coi vận động viên bơi lội. Mẹ, trời ơi, ông che che lại đi chứ. Đây, còn cái cô này là cái đít cái toàn ten cái gì đây. Đi biển mang theo con rùa, dễ sợ. Đen bóng luôn. Biển sáng, biển sáng. Có một cô gái áo xanh chùa bơi. Dễ sợ chưa, dễ sợ chưa. Vậy nói mẹ không xuống tắm đâu, mẹ không xuống tắm đâu. Xuống mê quá. Cô này là cứ mê chụp hình thôi. Trời, bà nội mê tắm biển quá. Coi nè, dép nè, sóng nó đánh nè. Một chiếc. Hai chiếc. Bác Tú ngồi xa thì xa mà không để ý chép của bà nội. Ơi ơi. Trời ơi, tắm biển buổi sáng nó đáng lắm. Rồi, tắm biển xong mình đi tới office đi lấy đồ ăn sáng nha. Dạ. Lấy đồ ăn. Lấy nước. Sau khi tắm biển xong nè, mình bước đi ra đây, mình bước xuống cái cầu thang là có mấy cái phòng tắm ở trong này luôn, để cho mình xả cát nè, rồi mình đi lên phòng nè, rất là sạch sẽ đó. Mấy vòi nước ở bên kia nó chỉ có một chỗ tắm, chỗ này tới mấy chỗ tắm là thoải mái mà còn kín đáo nữa. Ở chỗ kia nó hơi bị người ta thấy nhiều, đứng đây là tắm là kín đáo luôn nè. Ô, con nghỉ ở đây đi, mai mốt mình lên mình ngồi nè. Có cái bàn này nè, không? Anh uống cắm điện luôn nè. Ô cháu ơi, ở chỗ này nhiều chỗ cắm điện lắm. Rồi, đây nè, ở đây nè, mẹ thấy lý tưởng chưa? Mình cắm điện đây, mình ăn, mình chiên chả giò. Ổ điện nè, chặt phone, chặt đồ nè. Ô, có lý á. Có, mấy cái ổ đấy, mẹ nhìn nè. Đây nè, qua đây nè. Thấy không, ổ cắm điện nè, nó làm để cho mình không phải nấu. Mình nấu cơm, mình nấu nồi cơm ở đây cũng được nè mẹ, thấy không? Ổ điện nè, thấy chưa? Đó, nấu. Ừ, đồng phục đi biển. Đó, bây giờ đi về. Chắc bà nội không muốn đâu. Bà nội phải đi về.
Giờ mọi người đi ra vết tân nữa nè. Giờ mọi người đi chơi. Ủa anh ơi. Hello hello. Trời ơi người đẹp này ngủ quá trời ngủ luôn. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Anh có thấy cái mắt kiến của em không? Rồi rồi cảm ơn chị Dung. Dịp khác mình lại tổ chức nha. Tạm biệt bà Nhi. Lần sau mà bà không dậy bà tắm với tôi là đừng có nguyên một cái chuyến đi biển, bỏ tiền đi biển mà không tắm một xí nào. Bơi trên giường dễ sợ. Rồi đi chơi vui vẻ Nhi. Rồi bye bye nha. Bây giờ trên đường mình đi về. Qua cái cầu này là mình đi về rồi. Mọi người còn đi thêm tăng 2 đi ra bếp tên. Nhưng mà mình phải về để đi kiếm cơm. Tạm biệt, tạm biệt. Next time, see you next time. Mía, mình mò, đông lắm. Người ta xay mía nè. Ô xay gì mà quá trời phải mía. Có cái nước. Trời ơi.